Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vào sáng nay ngày 15 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, để thể chế quan điểm đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực tự cường, lưỡng dụng, hiện đại trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cần có các chính sách đặc thù đột phá nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị quy định chính sách, nhà nước ưu tiên ngân sách đầu tư có các cơ chế chính sách đặc thù bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đồng thời để giúp các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động phát triển sản phẩm mới, mở rộng quy mô nâng cao hiệu quả hoạt động. Về chế độ chính sách trong công nghiệp quốc phòng an ninh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho quy định tái bạch chế độ, chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là doanh nghiệp và không phải là doanh nghiệp, quy định rõ chế độ đặc thù với từng loại hình, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao. Về hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho chỉnh lý lại quy định về hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng gồm 4 thành phần: cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp quốc phòng khác, cơ sở huy động và cơ sở công nghiệp động viên.